Thông tin nam diễn viên đạt giải Oscar Ben Affleck bị hot girl mạng từ chối phủ phàng đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Danh tính nữ chính cùng lý do Batman đẹp trai, giàu có nước tiếng bị ăn quả bơ, như nhiều chàng trai bình thường khác được netizen vô cùng quan tâm và bàn luận không ngừng. Cụ thể, hot girl mạng Nivin Jay đã chia sẻ câu chuyện giờ khóc giờ cười trên Instagram. Tài tử Ben Affleck đã kết đôi với cô trên ứng dụng hẹn hò Raya, nhưng cô đã từ chối và hủy kết bạn với anh vì tưởng đó là tài khoản giả mạo. Có lẽ quá bàng hoàng vì bị gái xinh từ chối, nam tài tử đã quay một đoạn video để trò chuyện trực tiếp với Nivin. Anh hỏi Nivin tại sao không ghép đôi với mình khiến cô gái bị sốc. Không thể tin nổi, người cô nhẫn tâm hủy kết bạn lại là một trong những nam tài tử đắt giá nhất thế giới. Ngay sau đó, Nivin đã đăng đặt clip lên Instagram kèm hashtag xin lỗi Ben. Sự việc nhanh chóng gây bão mạng xã hội và được dân tình vô cùng quan tâm. Tuy nhiên, Ben Affleck lại từ chối bình luận về vụ việc. Nhiều người đánh giá cô hot girl quá hãm frame, chuyện chưa đi tới đâu đã loan tin cho cả thế giới biết khiến nam tài tử chạy mất dép. Qua tìm hiểu, cô gái mà Ben Affleck đeo đuổi trên mạng sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng bà vòng cực kỳ nóng bỏng. Cô cũng là một nghệ sĩ Hollywood có tuổi mà chưa có tên. Nivin làm người mẫu, đóng phim và viết sách. Người đẹp từng tham gia hai bộ phim gồm The Donut Split 2014 và Space Juice 2021, đồng thời xuất bản cuốn sách mang tên Cry Baby, viết về những mối tình tuổi đôi mươi. Cô có 16.000 người theo dõi trên Instagram và 18 người bạn trên TikTok. Sau sự cố với nam tài tử Batman, lượng theo dõi của Nivin tăng chóng mặt, cô trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Về phần Ben Affleck, anh bị đồn sử dụng ứng dụng hẹn hò Raya từ sau khi ly hôn nữ diễn viên Jennifer Garner. Tuy nhiên, nam tài tử chưa từng lên tiếng về tin đồn này. Trước Ben Affleck, nhiều ngôi sao cũng đặt hy vọng vào Raya để tìm kiếm nữ kia, điển hình như mẹ rồng của Syrian khách Game of Thrones, Emilia Clarke, từng than phiền về việc bản thân chẳng có ai để hẹn hò, còn bị cách ly chống dịch khiến cô nàng ế thêm. Chính vì vậy, bạn bè đã giới thiệu với Emilia về ứng dụng Raya. Nữ diễn viên đã lập một tài khoản trên app này để tìm kiếm một đối tác phù hợp. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô cảm thấy thất vọng với việc hẹn hò trên mạng nên quyết định xóa luôn profile. Một nhân vật tầm cỡ khác cũng muốn thoát ế bằng việc hẹn hò qua mạng là tài tử Channing Tatum. Nam diễn viên đã đăng ký tìm người yêu trên ứng dụng này. Một nguồn tin tiết lộ với E! News rằng Channing thích hẹn hò, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái bóng của quá khứ và không hề xấu hổ vì điều đó. Trong hồ sơ tài khoản của mình trên Raya, Channing Tatum còn hóm hình tiết lộ mình từng là vũ công thoát y. Ứng dụng hẹn hò Raya được sáng tạo dành riêng cho những người nổi tiếng và giàu có. Ứng dụng này do nam diễn viên 37 tuổi Jesse Johnson, anh trai của người đẹp 50 sắc thái Dakota Johnson, thành lập vào năm 2015. Không phải ai cũng có thể đăng ký tài khoản tìm người yêu trên ứng dụng này. Có một ủy ban kiểm duyệt khắt khe lựa chọn các ứng viên tham gia. Người muốn hẹn hò phải khai thông tin thật, tránh tình trạng các tài khoản ảo lừa tình giống như những ứng dụng khác trên mạng. Ngoài ra, thành viên của Raya phải có một nghề nghiệp hào nhoáng, đáng để khoe khoang. Các chức danh công việc phải được chấp nhận bao gồm đi chơi hộp đêm nổi tiếng, giám đốc quảng cáo, người mẫu quốc tế, nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ hoặc ông chủ hãng thu âm. Nếu không làm những công việc này, thì người dùng có bố mẹ siêu giàu, làm chính trị cũng được đăng ký tài khoản ứng dụng. Tuy nhiên, một số chuyên gia tâm lý cho rằng lạm dụng các ứng dụng hẹn hò sẽ đánh mất đi cảm xúc yêu thương thực sự. Người ta sẽ chỉ nhìn vào kinh tế, ngoại hình để đánh giá nữ kia có hợp với mình hay không. Điều này có thể làm lu mờ giá trị đạo đức và sự rung động thuần túy của tình yêu. Bằng chứng là rất ít cặp đôi tiến tới hôn nhân qua ứng dụng hẹn hò, chủ yếu là hẹn hò thoáng qua rồi lãng quên nhau nhanh chóng.